Chào cả nhà, nay đi lòng vòng đi tới đây lui đi xuôi đi ngược, đi vòng vòng cũng có mấy bãi à. Nay trở lên cái bãi này coi, này giờ lâu quá rồi trở lại nó cũng bít chân nè, chắc cũng hơi dọn lại sơ sơ lại. Câu mé trong cái, ồ xà lan kìa. Nãy giờ ông cũng dần chuyển mưa quám quá, thấy tàn tàn mây hơi đi. Đây thôi để mình dọn lại cái bãi coi, rồi mình chọn mới mồi luôn. Đây dọn lại cái lỗ xong rồi. Đây mồi câu của mình đây, mồi này mình cũng có bán đây nha, 1 kg 2 kg mình cũng ship chân á. Đây mình cũng trộn đây cục rồi nè, ăn mình nãy mình cũng có thả dưới rồi, thả thính cũng như mấy lít trước thôi, mình không có quay. Đó, giờ còn đây cục nè, nãy giờ mình cũng thả dưới rồi để giảm bớt thời gian cho mau lẹ. Mồi câu đó, thôi để mình xuống càng coi. Ghĩa trời, cá chà con à, cá chà con nè, thôi gỡ thả coi. Dĩ nhịp 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 không ha. Lôi cá chà dữ ta, hôm nay cá chà dữ ta này. Giật nè, ô quá xa dính ruột phì, phì to à. Dĩa giật giật à, nè dính. Rồi ơi ơi, con cá nó bự, ôi ôi mẹ chín. Mẹ mày, thôi trời, mẹ dinh, quá sang ngon, mẹ dinh to đùng luôn. Mẹ dinh, nhỏng nhỏng
dính cái màng, nhộng dính cái màng, máu quá, chè lại quá một chút rồi. À. Vì con gỡ thả, cái dành nó lớn rồi bắt chứ cô Phi thả. Ngầm giật giật cái mày. Ôi ôi. Ú ôi, cá chim. Vậy quá vậy. Cá chim. Cá chim to cái nha. Ngon lắm. Mày chạy đâu? Thôi, được cái dẫn. Cứu Phi. Cứu Phi. Nghe chiến. Làng dữ em. Phi. Quá xa con gỗ Phi nó ngon. To à. Dính gỡ không ra. Dính đụng cái hàm trên. À, gô Phi nè. Hết hồn gô Phi không? Phi cối ông cơm luôn. Tài. Quá đã. Đường cặp. Thank you.
Phi. Này. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi. Trời. Ôi giời, gỗ phi. Gỗ phi khủng. Này, đó. Con nào con nấy bằng tay hè không? Ừ, hết biết không? Giật giật nè, thôi thôi cái mẹ dinh cái rảnh nó to nó ăn cái bụng hết bởi giật không. Mày hả mày? Thuốc với ghía cà giật cà giật cà giật ngoài mất ở ngoài mất vô nó cái gô xong cái gô đầu vuông cái đầu chà bá giờ sọc phí lên hàng đây đó ngon lành mày hả bự gục phi tiếp tục cô phi gục phi khủng không con nào con nấy nè to không. Thank you.
giật giật nữa nè. Ôi ơi, con gì mà lâu dữ vậy ta. Từ từ lên, từ từ lên. Ôi ôi, chép chép. Rồi vuốt coi, hết hồn một cái chép. Lôi hàng sàng đủ phí chạy cá chép bắt lại đủ phí. Nó này dên cái dên chiên giòn cá rô biển, cá rô biển nước ngọt. Nhấp nhấp hả? Dảnh. Buffet. Nhấp nhấp nhấp. Nhấp nhấp. Hè nghệ phi
nữa. Ok rồi, chín con này nữa thu cần về luôn, đói bụng rồi. Đây thành quả được nhiêu đây, quá xa chặng này rồi, cá toàn là cá khủng không à, con nào con ấy tụ tụ không đó, hết biết không, quá đã. Thùng này cũng cỡ 6 kg ạ, quá xa rồi. Đó, còn nào con ấy hết nào biết không, quá xa ngon rồi. Này trúng mánh này, quá đã rồi. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, hẹn cả nhà video tiếp theo.